miệng chờ sung. Trời nắng nóng thế này, ai mà chịu được cơ chứ? Mà đau lưng quá đi mất. Hùng hục làm như thế, cũng có được thêm cái gì đâu. Mà sao nó gặt nhanh thế nhỉ? À, nó chậm thế, chỉ bằng mình cứ giả vờ đau bụng, rồi để nó làm tất, ông chủ còn lâu mới biết. Ôi, đau quá, đau quá. Anh Béo, anh làm sao thế? Không hiểu sao, tự nhiên tôi đau bụng quá, không chịu được. Thôi chết, anh có bao giờ như thế không? Thôi, anh lên nghỉ tí, cứ để tôi làm. Khi nào hết đau bụng hẳn làm tiếp. Làm hộ tôi tí nhé. Thế này thì mình phải làm gấp lên mới xong được, kẻo ông chủ lại rầy la. Thằng này dễ lừa thật. Thôi, tranh thủ làm một giấc đã. Anh còn đau không? Cũng đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn hơi đau anh ạ. Làm anh vất vả buổi nay rồi. Có gì đâu anh, làm cố một tí, chỉ hơi đau tay một chút. Ừ, mà công nhận, anh làm nhanh thật đấy. Thôi, chúng ta về thôi. Thưa ông, có chuyện gì vậy? Con theo lời ông ra ruộng kiểm tra, lúa đã gặt xong rồi ông ạ. Thế hả? Xong rồi cơ à? Nhanh nhỉ? Dạ vâng. Mà đấy là chỉ có anh Gầy làm là chính thôi đấy. Anh Béo đau bụng nằm suốt. Vậy sao? Mau gọi họ đến đây gặp ta. Dạ vâng. Bẩm ông, việc hôm qua ông giao chúng con đã làm xong rồi. Ông có việc gì không ạ? À? Không có việc gì đâu. Hai anh làm việc rất chăm chỉ, ruộng lúa rộng lớn thế mà gặt xong một ngày. Ta gọi hai anh đến đây là muốn thưởng cho hai anh. Hãy lại gần đây. Ông ơi, tiền của ông đây ạ. Sao ông lại đưa hết cho con ạ? Tất cả chỗ tiền này là của con. Thế còn của con đâu thưa ông? Của ngươi ư? Ta còn chưa phạt ngươi vì tội lười biếng thì thôi, lại còn không biết xấu hổ mở miệng đòi tiền ta hả? Ngươi hãy nhìn đây. Dạ, con sai rồi ạ. Lần này ta tha, nhưng ngươi hãy nhớ kỹ bài học này. Tiền không phải tự dưng có, mà phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Thế nên, nếu ngươi chỉ biết ngồi yên một chỗ, thì sẽ chẳng bao giờ có tiền đâu. Tự nhờ bản thân. Lỗ thủng này to thật, nhưng để chữa được nó cần không ít tiền. Mình sẽ phải lao động cực lực đầu tắt mặt tối. Vất vả thế thì làm sao làm được? Mình cứ kệ đấy, biết đâu lại may mắn bắt được ít tiền vàng ai đó đánh rơi, đỡ phải vất vả làm lụng.
Đúng là thật may cho con lại được gặp người đúng lúc này. Thưa Quan Âm Bồ Tát, xin Ngài phổ độ chúng sinh, dẫn con đi một đoạn được không ạ? Ta ở trong mưa, người ở dưới mái hiên, mà ở dưới mái hiên không có mưa, người vốn không cần ta độ. Bây giờ con cũng ở trong mưa, bây giờ người có thể độ cho con rồi chứ ạ? Ta ở trong mưa, ngươi cũng ở trong mưa, ta không bị ướt vì ta có ô, ngươi bị ướt vì ngươi không có ô. Cho nên không phải ta độ bản thân ta, mà là cái ô độ cho ta. Ngươi muốn được độ không cần tìm ta, mà tự đi tìm ô đi. Ôi Bồ Tát ơi Bồ Tát, không lẽ người nỡ lòng nào để con đứng đây thật sao? Đành phải chờ mưa tạnh vậy. Ai vậy? Dạ dạ, con xin kính chào Quan Âm Bồ Tát. Con là người vừa gặp Bồ Tát lúc nãy ạ. À, ra là ngươi. Vậy nhà ngươi tìm ta có việc gì? Dạ, người phổ độ chúng sinh, xin giúp con có thật nhiều tiền, không làm mà vẫn có ăn, sung sướng cả đời có được không ạ? Ơ, mà sao người lại cầu nguyện với chính bản thân mình vậy ạ? Ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết cầu người khác chi bằng cầu mình. Vì vậy, nên trước khi cầu tới ta, thì ngươi hãy tự cầu bản thân mình trước đi, chắc chắn sẽ giúp được nhiều hơn đấy. Vậy là sao ạ? Vì vậy nên khó khăn của ngươi, trước khi cầu tới ta, thì hãy tự cầu bản thân mình trước đi, chắc chắn sẽ giúp được nhiều hơn đấy. Con cảm ơn Bồ Tát, người đã dạy cho con biết phải làm sao để tự giúp chính mình. Chia phần. Chúng ta phải tóm cả nhà nó nhé. Chạy đâu nhóc. Chạy đâu cho thoát. Thôi chết rồi, làm sao đây? Chạy đâu cho thoát. Dạ, xin chào chú Sơn Lâm ạ. Dạ, chẳng hay chú Sơn Lâm đang đi đâu mà lại ghé qua đây vậy ạ? Ngươi còn hỏi nữa sao? Dạ dạ, chúng tôi đã tóm được 3 con dê béo này, giờ xin để tùy người xử trí ạ. Dạ, xin để ngài xử lý ạ. Được rồi, dù sao thì hai người cũng là người tới trước, ý các người thế nào? Sói, người nói trước ta nghe. Dạ, dạ. Làm thế nào bây giờ? Tự nhiên miếng ăn đến miệng thì lại bị nở mất, lẽ nào lại bị mất hết? À, phải rồi. Dạ, tôi thấy hay là thế này ạ. Ngài ăn dê bố, tôi xin dê mẹ, còn cáo thì ăn dê con, thế có được không ạ? Cái gì? Người tưởng người là ai cơ chứ? Người chán sống rồi hả?
Dạ dạ, không ạ, à, tôi biết lỗi rồi ạ, à, tôi không dám nữa ạ, à, xin ngài lượng thứ. Thật chẳng biết điều. Bây giờ tới cáo chia đi ta xem nào. Dạ, vâng ạ. À, xin ngài tha tội, xin ngài tha tội. Dạ, trưa ngày dùng dê bố, tối ngày sơ dê mẹ, tôi và sói chia nhau dê con, thế có được không ạ? À? Ta nghe cũng có vẻ lọt tai, người cũng lanh lợi gớm. Nói ta nghe, ai dạy ngươi cách chia công bằng hợp lý thế hả? Dạ thưa, chính là sự choáng váng loạn choạng của sói ạ. À, phải biết điều thế chứ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.